Bảy tuyệt chiêu trên giường đưa chàng chạm đỉnh. Phụ nữ nhất định phải biết trước tuổi 30. Chủ động và mãnh liệt hơn. Ở thời buổi hiện đại ngày nay, sự nhu mì e thẹn theo lối suy nghĩ cổ hủ của phụ nữ trong chốn phòng the là điều không nên có. Nếu lúc nào chị em cũng bị động, chồng sẽ rất nhanh chán. Thay vì như thế, chị em hãy biến tấu mình đa dạng hơn. Lúc thì ngại ngùng e thẹn, lúc lại sôi nổi và mãnh liệt. Chỉ cần hôn chàng thật say đắm, chủ động lướt những ngón tay lên vùng nhạy cảm của chàng hay thể hiện qua những hơi thở dồn dập. Và chị em sẽ thấy được rằng, với cách làm chồng mê này, chàng đã nghiện mình đến nhường nào. Màn dạo đầu ấn tượng. Cánh mày râu sẽ cảm thấy thật tuyệt vời nếu như đối tác của họ là những người sành sỏi kinh nghiệm trong màn dạo đầu. Bạn sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất nếu như biết nuôi dưỡng và thôi thúc sự khát khao, dạo dực trong chàng bằng cách vừa hôn chàng, vuốt ve chàng, vừa cởi sạch đồ trên người anh ấy. Những cử chỉ yêu thương đầy mê hoặc của bạn sẽ nhanh chóng khiến chàng muốn tan chảy vào bạn. Biết nũng nịu như một con mèo. Cũng có những người thích chinh phục mẫu phụ nữ cá tính, thế nhưng phần đông nam giới sẽ đều tan chảy trước những cô nàng mạnh mẽ, nhưng biết dịu dàng, mềm mại, biết làm nũng, yếu đuối đúng lúc. Vì vậy phụ nữ đừng tỏ ra cứng cỏi quá nhiều. Đàn ông thích được bảo vệ và che chở, thể hiện bản lĩnh trước bạn đời của mình. Mặc những bộ đồ mà anh ấy yêu thích. Khi bạn có ý thức mặc những bộ trang phục mà chồng thích, nó cho thấy rằng bạn vẫn còn muốn đẹp trong mắt chồng. Đấy là biểu hiện của tình yêu. Não bộ của con người phản ứng nhanh với tín hiệu của thị giác. Như vậy, khi một người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ mà anh ta yêu thường ăn mặc thanh lịch, phù hợp và điều đó là vì anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ cảm nhận được tình yêu từ vợ. Rên rỉ và gọi tên anh ấy. Hầu như tất cả phụ nữ đều ngại việc phát ra âm thanh trong khi đang làm chuyện ấy. Có thể là ngại hoặc sợ người khác nghe thấy. Tuy nhiên, khẽ rên rỉ lại là một trong những đáp án cho câu hỏi phụ nữ nên làm gì khi quan hệ. Âm thanh sẽ là gia vị giúp cuộc yêu của bạn và chàng nóng bỏng hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, tiếng rên xen lẫn những lần gọi tên anh ấy càng làm chàng hoàn toàn ngất ngây trong men yêu. Tư thế khiến chàng chết lịm. Một trong những thói quen xấu có thể giết chết ngọn lửa đam mê trong chuyện chăn gối là việc lười thay đổi tư thế yêu. Ngay khi tìm được vị trí thích hợp đối với cả hai, thường là những kiểu an toàn, cả hai bạn, đặc biệt là phái đẹp, thường có xu hướng lặp đi lặp lại nhiều lần và xác định gắn bó lâu dài. Điều này khiến chàng cảm thấy bí bách và nhàm chán. Vì thế, hãy thử rủ chàng một kiểu yêu mới hoặc thay đổi không gian ái ân để tìm cảm giác mới lạ. Chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy rất thích thú và sung sướng vì tư tưởng thoáng của bạn. Đừng tiếc lời khen chồng. Nam giới luôn quan tâm cô ấy có lên đỉnh hay thỏa mãn với màn trình diễn vừa rồi của mình hay không. Do đó lời khen của bạn sẽ giúp chàng tự tin và hứng thú hơn. Tiếc gì một lời nói có thể làm anh ấy sung sướng và tình yêu thêm thân mật bạn nhỉ.